Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Từ Nhà Đến Trường. Covid-19 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các trường mầm non tư thục. Vì sao lại như vậy? Khi mà đóng cửa thì không có cái nguồn thu nhập nào cả. Vâng, trường học thì lao đao, giáo viên thì xoay đủ cách để kiếm sống. Mình phải kiếm thêm ngoài bằng cách là bán hàng online này. Câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục gắn bó với nghề giáo của thầy Thái Thành Thuận. Chỉ muốn hét lên thật là to thôi. Trường ơi, tôi đã quay trở lại rồi. Như thế nào là trường học công viên? Ở đó có những gì? Chúng ta sẽ cùng đến với một mô hình gọi là trường học công viên. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Từ Nhà Đến Trường. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao dịch Covid-19 lại trở thành nỗi ám ảnh của các trường mầm non tư thục. Chưa lúc nào giáo viên mầm non có nhu cầu tìm việc làm thêm nhiều như khi trường dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Công việc thì dừng lại như thế thì các cô vẫn phải trang trải cuộc sống hàng ngày, vẫn phải thuê nhà, vẫn phải ăn uống và sinh hoạt. Rất là khổ. Trên những hội nhóm dành cho phụ huynh hay trong những nhóm dân cư, rất nhiều người đang thông báo tìm việc. Bằng mọi cách là mình phải xoay sở, ví dụ như là mình phải kiếm thêm ngoài bằng cách là bán hàng online này, rồi là phụ giúp gia đình công việc phụ. Thực sự, các giáo viên mầm non có lẽ đã phải sống những tháng ngày với một nỗi ám ảnh mang tên Covid. Họ phải xoay sở làm đủ thứ để có thể trang trải cho cuộc sống chồng chất những khó khăn này. Nếu không được giới thiệu trước thì tôi không thể tin đây là những chia sẻ của các cô giáo mầm non. Đúng là Covid đã trở thành nỗi ám ảnh của các giáo viên. Thưa quý vị, so với các trường mầm non công lập thì các trường mầm non tư thục chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19 hơn. Đúng vậy, không có nguồn thu, các trường vẫn phải chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nhiều trường tư khóc ròng trong mùa dịch Covid-19 vì học sinh nghỉ học kéo dài. Dịch Covid đợt 1, rồi đợt 2 năm 2020. Học sinh không đến trường để đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn. Cũng chưa có một con số cụ thể nào về số lượng trường mầm non tư thục cả nước gặp khó khăn trong hệ thống các trường ngoài công lập ở các bậc học. Bản thân hệ thống đã có một nguồn dự trữ, nhưng mà cũng chỉ chống chọi được qua cái đợt Covid lần số 1. Không có học sinh, đồng nghĩa không có nguồn thu, nhưng mọi chi phí phải chi trả cho tiền mặt bằng, tiền lương cơ bản cho giáo viên, cho đội ngũ nấu bếp, bảo vệ thì vẫn phải duy trì. Khi mà đóng cửa thì không có cái nguồn thu nhập nào cả. Và cái này nó dẫn đến là sự khó khăn tột độ cho các cái chủ trường. Quỹ dự phòng cho thiên tai, cho rủi ro 1 tháng, 2 tháng còn trụ được. Số tháng các bé nghỉ học ở nhà do dịch cứ kéo dài, gần hết năm 2020 mới dần hồi phục lại mấy tháng cuối năm. Tiếp tục những tháng đầu năm của năm 2021 lại thêm một đợt sóng gió tiếp tục tới, rất khó gượng dậy, chủ trường lao đao. Gánh nặng của những con số nhân với nhiều tháng đặt lên đôi vai của các hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Tôi xin chia sẻ sự khó khăn và thiệt hại với các trường mầm non tư thục trong 3 đợt dịch vừa rồi. Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhiều trường không còn lựa chọn nào khác là phải tinh giảm nhân sự, hoặc không chi lương, hoặc giảm lương giáo viên trong những tháng học sinh nghỉ học ở nhà để tránh dịch. Trước bối cảnh này, nhiều giáo viên mầm non phải tự cứu mình. Có người phải trả nhà trọ về quê để bố mẹ nuôi, hay đến xin ở nhờ trường học, đi làm thêm, bán hàng online, chờ khi dịch hết để có thể đi dạy trở lại. Phía sau mỗi giáo viên, mỗi nhân viên của trường là cả gia đình của họ lao đao theo. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
hai vợ chồng đều phải nghỉ ấy, thì đồng lương cũng hạn hẹp ấy. Rồi con cái thì hai đứa thì cũng học ở tại đây cả, lại còn thuê nhà nữa nên là nhiều cái cũng rất là khó khăn. Nhưng mà kinh tế vợ chồng cũng chật vật. Không chỉ với các giáo viên mầm non, mà ngay cả với những nhân viên của các trường mầm non giống như chị Nguyễn Thanh Nga, họ cũng phải đối mặt với biết bao khó khăn về kinh tế. Chị Nga làm công việc nấu ăn ở một trường mầm non tư thục tại Hà Nội đã nhiều năm, nhưng nghỉ dịch ở nhà chị không có lương, mà tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cho cả gia đình vẫn phải chi. Nên thời gian nghỉ dịch ở nhà, ai thuê làm gì chị đều nhận làm. Hết việc này thì chị lại kiếm việc khác để có thu nhập trang trải cho cuộc sống. Trước tôi đi làm thì cũng lượng được 5 triệu một tháng. Dịch thì các cháu nghỉ, thì bây giờ mình về mình xoay sở bán hàng. Bán vài cái rau, vài trăm, 100-200 đậu thì chỉ có đủ ăn đủ tiêu thôi. Những lúc mưu sinh trong cuộc sống thì cũng chỉ xoay sở cái nghề bán rau. Bán rau xong thì tối đến kèm con cái học hành. Thực sự, các giáo viên mầm non và những người làm việc ở trường giống như chị Nga có lẽ đã phải sống những tháng ngày với một nỗi ám ảnh mang tên Covid. Họ phải xoay sở làm đủ thứ để có thể trang trải cho cuộc sống chồng chất những khó khăn này. Tôi mong muốn dịch nhanh hết để quay lại trường với các con. Tôi rất may mắn là 2021 này thì chúng ta cái mùa dịch nó cũng ngắn thôi. Thì cũng vui mừng là chúng ta có thể hoạt động trở lại. Khó khăn vẫn còn ở phía trước. Rất mong có chính sách, cơ chế nào đó không chỉ hỗ trợ mầm non tư thục nói riêng, mà toàn bộ hệ thống giáo dục ngoài công lập nói chung trải qua sóng gió, dịch bệnh. Vâng, thật khó để có thể diễn tả hết cảm xúc của giáo viên, học sinh khi trở lại trường lớp, gặp lại bạn bè, thầy cô sau các đợt nghỉ vì dịch Covid. Với các học sinh vùng sâu, miền núi không có các trang thiết bị máy tính, thì việc học tập khi có dịch bệnh tưởng như là điều không thể. Và đây chính là một vận dụng giúp cho các giáo viên ở Yên Bái có thể truyền tải được kiến thức đến với học sinh của mình. Vâng, đó là những chiếc ống nhựa. Và chúng ta cùng theo dõi các giáo viên dạy học như thế nào với chiếc ống này. Ở đây các em là ghê phương tiện nghe nhìn như TV rồi Zalo, Facebook là hầu như là rất là khó. Cái mạng viễn thông thì nó cũng phập phù, cho nên là chúng tôi rất là trăn trở. Đời sống của bà con xã Hồng Ca, tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn. Nên với họ, những chiếc điện thoại thông minh, máy tính để con em học online là điều không thể. Việc dạy học lúc này cho các em gần như đi vào ngõ cụt. Chiếc ống nhựa này đã giúp cho việc dạy và học của thầy trò trở nên dễ dàng hơn. Để có bài cho các học sinh ôn luyện, các thầy cô của từng khối phải ngồi cùng trao đổi, biên soạn một cách có hệ thống theo kiến thức từng phần. Sau đó, in và chia thành từng tập theo danh sách của học sinh từng khu vực cụ thể, rồi bỏ vào ống và mang đến tận nhà cho các em học sinh mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Với mong muốn tất cả các em học sinh không bị đứt đoạn việc học, các giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở Hồng Ca đi đến tận bản, treo từng nhà để giao bài cho từng học sinh. Cháu nhà anh đã nhận được bài chưa? Nhìn tốt ạ. Cũng được ạ. Nó có chịu khó làm bài không? Chịu khó làm bài với ạ. Thế thì anh học ngoan với ạ. Anh cố gắng. Cố gắng bảo ban chúng nó. Vâng. Làm bài cho nó ngon nhá. Làm xong thì cho vào ống. Đến tháng 6 bọn em lại đi thu về. Nhá. Kiểm tra. Thì em lại cho cái bài mới vào đấy. Đấy. Thì anh này bảo nó là lấy ra để học. Bà cho vàng thì nhớ đi đâu và đeo khẩu trang nhé. Nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các thầy các cô,
tất cả học sinh 2 cấp của trường đã được tiếp nhận kiến thức một cách đều đặn. Chúng ta có thể thấy với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, sóng điện thoại yếu, nhiều gia đình không có mạng viễn thông, nên đây là giải pháp tốt nhất để thầy và trò cùng nhau dạy và học trong mùa dịch. Và cách làm này vừa giúp cho thầy và trò tránh tiếp xúc trực tiếp với nhau, vừa đảm bảo phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Thưa quý vị, qua các câu chuyện từ đầu chương trình tới giờ, chúng ta có thể thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc của các thầy cô giáo khi được đến trường, được truyền dạy kiến thức cho các em học sinh trong mọi điều kiện. Và khi không được đứng trên bục giảng thì đó là một cú sốc rất lớn đối với các giáo viên. Chúng ta cùng đến với câu chuyện của thầy Thái Thành Thuận, trường Trung học cơ sở Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tốt nghiệp khoa lịch sử địa lý, trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang. Năm 2001, thầy Thuận được phân công về giảng dạy tại chính ngôi trường xưa thầy đã học, trường Trung học cơ sở Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trở thành đồng nghiệp với nhiều thế hệ thầy cô mà mình đã từng yêu kính. Đó là động lực rất lớn để thầy Thái Thành Thuận gắn bó với nghề. Tai nạn bất ngờ ập tới khi thầy giúp người hàng xóm tỉa cây trong vườn. Sau 6 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, sức khỏe của thầy dần hồi phục. Nhưng di chứng sau tai nạn đó đã làm thầy bị liệt 2 chân. Lúc mà còn nằm trên bệnh viện thì cái suy nghĩ tiêu cực nó luôn lấn át mình. Mình nghĩ lúc đó mình chỉ giải thoát mình cái cho nó nhẹ nhàng. Khi ấy, vượt qua nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần, thầy chỉ nghĩ tới học sinh, nghĩ tới việc phải khỏe mạnh trở lại, phải quay trở lại với bảng đen phấn trắng, cho dù ngồi xe lăn. Không biết sao nữa mà em nhớ là đã có sắp thờ khoa biểu cho thầy Thuận, cho anh đi dạy lại. Thì khi sắp thờ khoa biểu gửi lên phòng bảo dừng lại, thì anh đang ngồi bật khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ lên ba. Anh chỉ ôm em mà khóc. Anh nói anh muốn đi dạy lại, một phần là vì tâm huyết của nghề nghiệp. Anh rất muốn đi dạy, anh cái thứ hai là anh không muốn là người tàn mà bị phế nữa. Anh mà muốn làm gì đó có ích cho xã hội. Khi thời khóa biểu đã sắp gửi lên phòng giáo dục thì bị đình lại vì lý do lo lắng cho sức khỏe của thầy. Mình không được tiếp tục sống với cái đam mê dạy học thì mình nghĩ mình không đủ tự tin để ra ngoài, để giao tiếp với mọi người. Một thời gian dài không thể đứng trên bục giảng, thầy Thái Thành Thuận chia sẻ ước mơ lớn nhất của mình. Tôi mong được trở lại trên bục giảng, dù khó khăn và gian khổ bao nhiêu, tôi cũng phải nỗ lực vượt qua để trở lại trường, được gặp lại các đồng nghiệp và những em học sinh thân yêu. Trong thời gian đợi quyết định, dù cơ thể đau nhức do chưa quen với việc ngồi xe lăn, nhưng thầy vẫn cố gắng đỡ đần vợ việc nhà. Rồi còn chỉ dạy cho nhóm ôn thi học sinh giỏi địa. Không phụ công thầy, nhóm học sinh năm đó do thầy bồi dưỡng tiếp tục đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Em thăm thầy thì em thấy có một cái bàn nhỏ như thế này nè, có bé bé nó học toán tới lớp 6. Cái em mới thắc mắc, em không hiểu là thầy là dạy địa lý mà tại sao thầy lại dạy toán cho mấy em. Thì thầy mới nói là có bé rất là yếu, thậm chí nó không biết 2 nhân 5 là mấy luôn. Cái thầy thấy là nó không theo kịp các bạn cho nên rất là thương. Thầy mới quyết định là thầy dạy riêng cho từng đứa vậy. Em mới biết là thực sự thì thầy rất là yêu nghề, thầy muốn đi dạy tới cái mức mà thầy có thể dạy trái môn của thầy. Vợ chồng anh Tám, chị Mỹ có tới 2 cô con gái từng theo học thầy Thái Thành Thuận. Khi thầy bị tai nạn, các con của anh chị đều đi học xa, nên anh chị luôn thay các con hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy qua những trang Facebook cá nhân của thầy Thuận. Rồi học trò viết về thầy, hiểu được tâm sự
mong muốn của người thầy. Hai vợ chồng chị đã quyết tâm tới gặp thầy giáo cũ là trưởng phòng giáo dục huyện để xin cho thầy Thái Thành Thuận được quay trở lại trường tiếp tục giảng dạy. Tôi nhớ cái ngày hôm đó là buổi chiều tôi đang ngồi nghiên cứu văn bản thì có hai vợ chồng của Mỹ với Tám, đây cũng là học trò cũ thôi, đến xin cho thầy Thuận. Trong cái quan điểm sợ sức khỏe là điều kiện thầy Thuận, nhưng tôi cũng quyết tâm. Tôi suy nghĩ để rồi mình cho thầy Thuận trở lại trường, bởi vì thầy Thuận là trước đây là thầy giáo giỏi, tìm mọi cách để các cấp chính quyền, kể cả phụ huynh học sinh hay là đồng nghiệp của thầy, hiệu trưởng thầy ủng hộ thầy cùng với ngành giáo dục, trong đó là bản thân tôi, để đưa thầy Thuận trở về lớp. Ban giám hiệu rồi tổ bộ môn, các thầy cô giáo liên tục họp bàn các phương án hỗ trợ thầy Thuận khi thầy đi dạy trở lại. Mọi người thống nhất dành cho thầy phòng ở tầng 1. Đến tiết học của thầy, học sinh lớp có tiết sẽ di chuyển từ lớp xuống học. Lúc đó cảm giác vui sướng, hạnh phúc khó tả lắm. Lúc đó bước vào sân trường rồi, nhìn lên bao quát khắp cả sân trường, nhìn lên bao quát khắp cả trường, bao quát khắp cả khoảng không gian, chỉ muốn hét lên thật là to thôi. Trường ơi, tôi đã quay trở lại rồi, muốn hét lên thật là to, hét lên thật là to như thế. Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi mau, cầu kiều thầy đưa qua sông. Tuổi âu thơ như hoa nở dưới mái trường. Được quyết định giảng dạy, cho giảng dạy trở lại thì đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc quá lớn đối với mình. Thầy Thái Thành Thuận đã viết nên một câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục gắn bó với nghề. Vâng, những cảm xúc vỡ òa của thầy Thuận khi được trở lại mái trường, được dạy kèm học sinh. Thầy giáo dạy học ngồi trên chiếc xe lăn, đó là một hành trình nỗ lực của bản thân, cũng là kết quả từ tình yêu thương của mọi người dành cho thầy Thái Thành Thuận. Chúng ta tạm dừng mạch cảm xúc về câu chuyện của thầy Thuận ở đây để đến với phần tiếp theo của chương trình với một mô hình trường học khá mới mẻ. Quý vị nghĩ sao khi mà những hoạt động ngoại khóa này được diễn ra hàng ngày, nó có tác động tích cực như thế nào đối với trẻ? Chúng ta sẽ cùng đến với một mô hình gọi là trường học công viên. Trường học công viên là gì? Rất đơn giản, đó là công viên được xây dựng bên trong khuôn viên nhà trường. Hệ thống giáo dục Bình Minh ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội là một mô hình như vậy. Với các phòng học mở ngoài trời, khu trải nghiệm, phân khu thể thao, khuôn viên rộng rãi, nhiều bóng cây chính là nơi giúp các em thoải mái vui chơi trong giờ ngoại khóa và giờ nghỉ giải lao. Mỗi cấp học lại có những hoạt động phù hợp với tâm sinh lý của học sinh. Ở các cấp mầm non, các trò chơi vận động đơn giản được chú trọng giúp trẻ phát triển thể chất, tâm hồn cũng như các kỹ năng sống căn bản. Gia Khánh có thích được học các cái tiết học ngoài trời không? Và con có cảm thấy vui không nhỉ? Có ạ. Còn với các bạn nhỏ cấp 1, 2, các hoạt động thủ công như trồng cây, cắm hoa, nấu ăn, vẽ tranh, làm thiệp được đưa vào giảng dạy thường xuyên. Về cái kỹ năng á, thì tôi thấy là các con tôi được rèn giũa, được phát triển. Con tôi tự tin hơn rất là nhiều. Các tiết học đầy hứng thú này giúp học sinh rèn luyện sự khéo léo, khám phá những khả năng của bản thân và nhận biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Đến với một tiết học ngoài trời của các học sinh cấp phổ thông trung học, một tiết văn học được thể hiện dưới dạng câu lạc bộ kịch hóa. Tôi đang có mặt tại nhà vòm của công viên mặt trời và nơi đây thì như một cái sân khấu nhỏ để cho các bạn phổ thông liên cấp Sunrise hàng ngày có thể tập những cái vở kịch mà chúng ta đã học trong văn học, và các bạn đã có những cái sự sáng tạo rất là thú vị. Ôi, cái xinh quá.
cách thể hiện hồn nhiên, dí dỏm với các ngôn ngữ rất đời thường. Thậm chí các tình tiết trong truyện còn được biến tấu khác hẳn so với nguyên mẫu, cho thấy sự sáng tạo, cá tính của các bạn trẻ. Môn ngữ văn chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động phong phú và hoạt động sân khấu hóa tác phẩm, giúp học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, thì cũng là một trong những hoạt động được chúng tôi rất chú trọng để giúp phát huy các khả năng sáng tạo cũng như là cá tính của mỗi học sinh. Bên cạnh những tiết học thể dục, thể thao thì các câu lạc bộ năng khiếu cũng được tổ chức thường xuyên, liên tục để các bạn học sinh tham gia. Khiêu vũ là một bộ môn như vậy. Trong trường có bộ môn này thì em có thêm thời gian để tập luyện. Nếu đối với các bạn thì em nghĩ đây là một cơ hội để các bạn tiếp xúc với bộ môn mới. Bằng năng khiếu cũng như quá trình rèn luyện liên tục, thường xuyên, bạn Hoàng Tiến Mạnh, học sinh lớp 11A3 đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn ở các cuộc thi khiêu vũ trẻ. Điều đó cho thấy việc được tiếp xúc, tham gia sớm vào các hoạt động mang tính phát hiện, định hướng ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp học sinh bộc lộ những năng lực cá nhân một cách rõ nét. Cái mô hình trường công viên chúng tôi đang làm và sẽ làm phát triển hơn nữa, đó là các con học gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với cái xã hội, vì mỗi một đứa trẻ thì sẽ lớn lên trong xã hội và nó sẽ ảnh hưởng cái xã hội và cái tư duy của các con nó sẽ được phát triển kể cả khi các con trưởng thành. Việc kết hợp giữa chương trình đổi mới của giáo dục Việt Nam và hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Các chương trình bồi dưỡng theo đối tượng học sinh, chương trình trải nghiệm STEM, giáo dục mũi nhọn đã thúc đẩy rất nhiều năng lực của học sinh. Khi ở môi trường đó thì các bạn nó rất hưng phấn, hứng thú và đương nhiên như vậy thì cái giờ học đó rất hiệu quả. Bên cạnh đó, một lợi ích khác của mô hình trường học công viên đó là duy trì sợi dây liên kết giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục. Ước gì tôi có thể bé lại để được đi học ở ngôi trường này anh Tùng ạ. Vâng, nếu mà được như thế thì tôi cũng ước, nhưng toàn nói những cái điều mà chúng ta không thực hiện được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự thích thú của các em học sinh khi được hòa mình vào thiên nhiên trong phóng sự vừa rồi. Và đó là một điều vô cùng rõ rệt, phải không Nhung? Vâng thưa quý vị, câu chuyện đó cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình Từ Nhà Đến Trường tiếp theo.